phất luôn. Pha trong phần nước rất là ngon luôn. Đây mà nghe mùi thơm hấp biết ngó xuống mà coi sao sao cảm nghe sao hả? Quá đã rồi thôi, quá đã. Xin chào cô bác chị Hoàng. Trước tiên thì Sơn cũng xin kính chúc cô bác chị Hoàng sức khỏe giàu năng. Thì hôm nay Sơn làm cái món gà nướng mật ong, mua được 6 con gà chi lai rất là ngon luôn. Giờ mình rửa muối sạch hết. Chính sách YouTube mình không có để được nguyên con, thành ra mình cắt tứ chi bỏ hết, chưa còn cục thịt. Đây mình có chuẩn bị đây, nước tương và mật ong, nước cốt tỏi, dầu mè, tương ớt và dầu hào, bột ngọt hạt nêm, rất đơn giản. Mình ốp gà hạt nêm ngọt. Nước cốt tỏi mình nướng, mình đâm tỏi mình dắt lấy nước mình nướng nó không khét. Nước tương, dầu mè, dầu hào, tương ớt. Còn cái mật ong là lúc con gà chín mình mới phết lên, thì mật ong vô là chút xíu là nó sẽ khét, mật ong nó dễ khét lắm. Thò cho nó đều hết, thò đi thò lại, để cho tầm hơn một tiếng sau nữa mình mới nướng cho nó thiệt là thấm luôn. Cái dĩ nướng của mình nó hơi nhỏ, mình nướng lượt dĩ, một dĩ là 6 con không được, để ngăn trên ngăn dưới luôn. Để cũng khéo khéo chứ không khéo khéo là cũng không hết. Nhiều quá, để 2 ngăn. Thơm luôn. Từ này mình để cho mật ong vô đây, nước ong vô cái nước ốp của gà. Vớt luôn. Trời, nước ốc miếng trời thơm. Nó cái ớt cỏ gà luôn. Wow, giờ ôm luôn. Rất là ngon luôn. Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hey, hôm nay anh ăn thử 5 con gà nướng mật ong thử làm sao nha. 5 con gà chia lai rất là thơm, rất là ngon luôn. Thấy cái màu thấy nó ngon quá ngon. Nhưng mà 5 con gà này mà mỗi một con ăn được 4 phút. Sao? Một con 4 phút tức là 5 con là 20 phút á. Giết luôn. Giết luôn nha. Ừ. Anh thấy là lẹ nghe mới kịp nha. Hết trước 20 phút có 2 tờ uống phơi ha. Để đó đi. Rồi mời cô chú anh chị và các bạn dùng gà nướng. Đây, chuẩn bị nha, 20 phút nha anh ba. 1
2, 3. Thơm hả? Đứng đây mà nghe mùi thơm hết biết. Ngó xuống mà coi lụm. Sao sao? Cảm nhận sao hả? Quá đã không cần ơi. Quá đã. Nước nhiễu nhiễu nhiễu. Nước rút vô. Ừ. Cái nước nó rút vô rồi một cái gia vị ra. Ừ. Mua nó vô trọng cái nữa tới luôn rồi. Đó luôn à. Nhưng mà anh phải chạy đua thời gian á. Biết là thơm ngon đó. Cố lên thôi. Chứ con một con anh cứ nghĩ là một con 4 phút á. Anh mới xiết thiệt nhanh nó mới kịp á. Một con gà được 4 phút. 4 con này. Thấy 5 con này còn 4 phút. Xiết. Mình đợi cho anh Ba 25 3 phút cũng được nhưng mà không có gọi gì là mà thử thách thi thố gì hết, bình thường quá. 5 con gà này so với anh Ba là anh ăn rất bình thường. Anh từng ăn 5-6 con mà này 5 con. 5 con này hôm nay hơi trọng nữa, hơi trọng hơn chút. Hôm nay chạy đua thời gian mà không đỡ vô leo gì hết á. Còn chỉ mỗi ngồi ghí chứ ăn cho thơm thôi. Mình nước đã không ha. Nó tôm mà nó ngọt. Cái đồ nướng mình nói thật, cái đồ nướng là mình ăn cái điểm mỗi ngày luôn. Mình không ngán. Còn kho hoặc là xào cũng dễ ngán, nướng thơm dễ ăn. Mình rất thích ăn đồ nướng như thế này. Nó cực cực luôn. Mình phải xấu. Sớm mình nói bà xã mình cũng y vậy luôn. Nó cực cực luôn. Anh ăn tốc độ lên thì mới có kịp, còn chậm lên nữa là không kịp. Để dĩa tương vô cái dĩa bự, cái mâm bự đó. Dễ chấm rồi không vô nè. Dễ chấm, phải không nhuyễn nhão. Gió tết mát quá.
Nó còn nữa hả? Còn.
qua được hai cái ức khỏe. Ừ. Hai ức lâu. Hôm nay thời gian sát nút luôn. Thời gian mà cạp cũng kỹ. Không ngồi ghế đó không ăn ngoan thôi em ơi, không cần thiết thôi. Anh thích ăn thì anh ăn. Bà anh ăn mà mình phải họp thời gian gì mà anh thôi. Nãy giờ mình quên gót nước. Cái vượt rồi đó. Ừ. Qua được cái qua cái ải rồi. Qua mấy cái ức rồi, phải khỏe. Qua được em ơi, để cho nó lưu nó nhờ chút. Rất hay. Mình thấy ba anh ăn từ đầu tới cuối là anh ăn xiết. Nó là xiết. Có con gà này nói gà tre chứ lai nó cũng bự. 5 con rồi con 4 phút. Con gà là ăn vậy nhanh. Xiết con ơi. Con không kịp thời gian thôi. Lúc đó là khi tôi nghiệp anh em mới nhắc thôi. Thì ăn hết sức ăn luôn. Đó là gà mà ăn như này. Thì con nói ấy làm kịp thôi. Trong khi mình ở đây ăn lẻ gà thì mình tính thời gian này ăn lẻ thiệt. Tôi nghĩ ăn không kịp đâu. Thời gian giờ chính bằng giây đó anh ơi. Ủa chết rồi. Ủa chết rồi. Quá hay, còn hai miếng ức nữa. Thời gian cũng vừa đủ với ba. Thì mình bỏ vô miệng nhưng mình tính là xong đi. Chú à, xí xó chút xíu qua lô rồi. Xí xó cho anh ba chút xíu chứ hỏi mình chờ anh ba nghe hết á thì anh ba bước qua phút 21 rồi. Nhưng mà mình tính bỏ vô miệng hay là mình cũng chăm chế chút xíu. Cũng rất mong là quá chị bạn thông cảm. Thì anh đang cái số lượng mà 5 con gà này, mỗi một con gà chỉ được 4 phút. Quá lẹ. Hay quá ba. À, sao ba cho em lại cảm nhận ăn cái món gà này nó ngon quá, nó ngon rồi ăn cái đủ rồi, không có còn tả gì nữa luôn á. Rồi ok,
phần thưởng đó của anh ba quá xứng đáng luôn. Rồi nếu mà chậm một chút xíu nữa là khỏi được lộn chậm luôn. Chậm mà té luôn rồi. Mấy anh em ở đây cũng cảm ơn cô bác chị bạn đã dành thời gian quý báu xem clip và đăng ký kênh của mấy anh em mình. Mấy anh em mình cũng không quên kính chúc cô bác anh chị và các bạn sức khỏe và đang chào lại. Bye bye.